Chào mọi người, xin chào Bob của Quang. Tôi tên là Hoài Bảo. Reality show của K-pop thực sự đó là một trong những game show mà Hoài Bảo rất là thích theo dõi, tại vì ở đó mình có thể biết được về lối sống, về tính cách và tài lẻ của các nghệ sĩ mà mình yêu thích. Và có xem một chương trình là CBM YB, thì ở đó mình có thể thấy được cái lối sống của nhóm nhạc hình tượng của mình mà mình yêu thích, đó là CBM. Và càng đơn giản hơn khi mà không cần biết tiếng Hàn, mình cũng có thể xem một game show của Hàn Quốc. Và rất cảm ơn Boss Hoa đã mang về E-Zone từ Việt Nam để cho mình có thể fan chân chính của K-pop để đón xem những chương trình như vậy. Xin chào khán giả của Pop Worldwide, chúng mình là nhóm Live. Em rất là thích chương trình Keep It Up With The Kardashians. Chương trình đó rất là thị phi, mà em rất là thích những gì liên quan đến thị phi, drama. Cũng là người nổi tiếng. Cho nên nó rất là drama, với cả lại nó không chỉ dừng ở cái mức thị phi mà nó còn liên quan, ví dụ như là lĩnh vực làm đẹp này, kinh doanh này, tất cả mọi thứ. Mình xem chương trình đó. Everything changes. Everyone can access and enjoy. There's a lot of topics that are very young.